Boom. Vâng, Spy Bomb của Victor and Rob. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về hai phiên bản, đó là Infrared và ở đây đó là Night Vision. Hai phiên bản này cũng đã hứa với các bạn rằng sẽ làm video review. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta hãy cùng nhau xem hai cái phiên bản Flanker này so với hai cái phiên bản mình đã review là phiên bản EDT cùng với phiên bản Extreme thì nó có gì khác biệt. Bắt đầu thôi. Cái đầu tiên mà mình muốn nói ở đây đó là rất mong các bạn có thể dành đâu đó 5 đến 10 phút để có thể xem lại review cái phiên bản EDT và phiên bản Extreme. Lý do vì sao mà mình lại làm video tách hai con đấy riêng và mình thích con nào hơn. Và bên cạnh đó thì sau khi xem xong cái video đấy, mình cũng nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ có cho mình được một cái góc nhìn, cái DNA đặc trưng của cái dòng Spy Bomb của Victor and Rob. Thực ra thì cũng không quá khó đâu, tại vì nếu mà các bạn biết dịch ra thôi thì các bạn biết rằng là Spy Bomb sẽ là một quả bom gia vị và cái nét gia vị cay nồng nó sẽ xuyên suốt trong tất cả những sáng tạo ở đây. Còn cụ thể như thế nào vào từng con ra sao thì chúng ta cùng nhau đi tới. Đó chính là Infrared. Một phiên bản có thể nói rằng bùng nổ nhất, cay nhất, nam tính nhất và cá tính nhất. Về phần thiết kế thì những cái phiên bản Flanker về sau nó không có gì khác biệt so với những cái phiên bản gốc ra mắt đã rất lâu đời. Các bạn có thể nhìn đơn giản đó là thấy hai chai nước hoa này nó có thiết kế y hệt nhau, chỉ khác cái phần tem cuốn ở phần thân chai thôi. Cái phiên bản Infrared thì sẽ là một cái màu đỏ và ở cái phần đáy này các bạn cũng có thể nhìn thấy là nó có một cái hiệu ứng ombre ở phía đáy đẩy lên, và nếu như các bạn chiếu đèn vào cái màu đỏ nó sẽ làm nổi bật chai nước hoa rất nhiều. Còn về dung tích size thì không có gì thay đổi cả. Về phần mùi hương thì Infrared như mình nói lúc nãy đó là một trong những mùi gia vị đậm nhất trong cái bộ sưu tập của Spy Bomb. Khi các bạn xịt con này ra thì các bạn nhận thấy cái nét ngoài của tiêu ra, nó không có xu hướng hơi ẩm như ở Spy Bomb phiên bản gốc, mà ở đây thì nó có cái xu hướng ớt cay để gia tăng gần như x2, x3 cái vị cay nồng, và nó có xu hướng khô hơn. Và ở đây thì cũng có xuất hiện thêm một vài cái nét hương mà tạo ra cái hiệu ứng cay như kiểu quế, như kiểu sa phông. Nó đẩy cái gia vị ở đây cay nồng lên đỉnh điểm. Và chính cái nét này thì ngay khi mà mình vừa mới xịt thôi thì mình nghĩ ngay con này nó sẽ phù hợp với những ngày trời cực kỳ lạnh. Và để nói không quá thì trong tất cả các con mà mình đã từng thử trong bộ sưu tập Spy Bomb của Victor and Rob thì mình thấy rằng đây là con phù hợp vào những ngày trời siêu lạnh 10 cho đến 15 độ, cực kỳ hợp lý. Mùi hương nó sẽ có sự biến chuyển, các bạn sẽ nhận thấy ở khoảng giữa của mùi hương này, khi mà cái nét ớt nó giảm xuống và sa phông nó làm cho cái mùi hương khô hơn, thì nó có đâu đó một chút hiệu ứng của Coca-Cola hơi kiểu sủi bọt, và nó vẫn trên cái nền của gia vị cay xuyên suốt. Ở cái khoảng tầm 2 tiếng khi mùi hương bắt đầu có sự ổn định ở trên da và không biến chuyển nữa, nó chỉ mờ dần, thì lúc này mình gửi ra một cái vai mùi hơi hướng kiểu ô mai chua cay. Đấy, chua cay xuất hiện vẫn trên nền gia vị và mùi hương rất là khô đanh. Và đối với mình thì Infrared là một trong những con mà có cái sự nam tính, thậm chí rằng bụi bặm và gai góc nhất trong bộ sưu tập lần này. Thì đấy là em này nhá. Đến con thứ hai mà mình muốn nói ở đây đó là Night Vision. Con này thì với cá nhân mình là một phiên bản Flanker có xu hướng trẻ trung nhất trong bộ sưu tập của nhà Victor and Rob Spy Bomb. Và con này thì khi mà mình mới xịt ra thì mình sẽ nhận thấy những cái vai mùi xanh, một chút hơi kiểu vỏ táo chan chát xanh xanh nhẹ trên một cái nền gia vị thoảng nhẹ thôi. Nó sẽ có xu hướng the nhiều hơn là cái nét cay so với những người đàn anh đi trước như là Spy Bomb hay là kể cả cái phiên bản đỏ nữa. Và con này thì ở cái khoảng giữa của cái mùi hương này thì mình nhận thấy những cái nét the nhiều hơn trên cái nền gia vị. Gia vị nó chỉ thoảng thoảng nhẹ, thậm chí rằng ở khoảng giữa ấy, sau khoảng tầm 1 tiếng ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy ở cái phiên bản Night Vision này nó có một cái độ creamy hơi bùi bùi. Ở đây thì trong nốt hương nó ghi là hạt rẻ cười, nhưng mà thực sự là để mà so với cái mùi hạt rẻ cười mà chúng ta ăn ở ngoài đời sống ấy, thì con này nó thực sự nó không giống như vậy. Nó chỉ bùi bùi xanh xanh hơi the the nhẹ, nó giống như kiểu các bạn đang cắn vào những cái phần vỏ hạt rẻ và nó hơi chan chát, nó hơi xanh đắng đắng thôi đó. Và cái nữa đó chính là dù con này làm hơi hướng rất là trẻ trung, nhưng mà nó nhận được những cái phản hồi trên những cái cộng đồng như là Fagantica, đây là một cái mùi có xu hướng hơi già. Nhưng mà mình quan điểm hoàn toàn ngược lại, đây là phiên bản mà
cá nhân mình thấy rằng là spy bomb đang là làm cho cái thế hệ trẻ Gen Z nhiều hơn, vì thực sự thì nó có phần bớt nam tính, và không, thực ra thì nó sẽ là một con có cái sự trẻ trung và hiện đại nhiều hơn, chứ không quá là gai góc rồi bụi bặm như tất cả những người đàn anh đi trước. Nhưng cuối cùng ở trên da, sau khoảng tầm 4 tiếng thì Night Vision lại về đúng với DNA của spy bomb, vẫn là một nền gia vị. Sau khi tất cả những nét xanh, những nét đắng, rồi bùi bùi của hạt rẻ bờ la bờ lô nó qua hết đi, thì các bạn lại thấy gia vị trực lên. Nó như kiểu một cái ngọn lửa mà cuối cùng thì sau tất cả nó lại bùng cháy vậy. Và nó lại gợi nhớ tới một chút tới Spy Bomb Extreme không quá ngọt, một chút tới Spy Bomb phiên bản gốc. Và cá nhân mình thì cái việc mà điểm kiểu đặt một cái dấu kết thúc của mùi hương là cái nét của gia vị là một cái cực kỳ hay và thú vị. Nên đối với cá nhân mình thì Night Vision sẽ phù hợp dành cho người trẻ, dễ xài nhất trong bộ sưu tập lần này. Và vừa rồi thì đó là về phần mùi hương, để cho các bạn dễ hình dung nhất. Thì cái chúng ta cần biết tới đó chính là về hiệu năng đi, đúng không? Hiệu năng của những mùi hương này ra sao? Đối với cái phiên bản Night Vision này thì cá nhân mình thấy rằng nó có một cái hiệu năng khá là khiêm tốn. Trên da mình dù đã cố gắng xịt khá là nhiều vào những ngày thời tiết khác nhau, điển hình như hôm nay là ngày sau cơn bão rất là lớn của năm 2024, thì mặc dù mình đã xịt từ trước bão rất nắng nóng cho đến những cái ngày mà nhiệt độ tụt hẳn xuống chênh lệch đâu đó 5-7 độ, thì cá nhân tôi thấy rằng phiên bản Night Vision có một cái hiệu năng đâu đó tầm 6 tiếng, khá là khiêm tốn. Còn về độ tỏa thì nó khoảng tầm nửa cánh tay. Nên là đây sẽ là một cái mùi hương mình sẽ recommend dành cho các bạn trẻ có cái xu hướng ăn mặc những chiếc quần jean, ống sọ, đi những đôi sneaker hoặc là những cái đôi giày thể thao của Nike, của Dad, mặc những cái áo rộng hoặc là những cái chiếc áo thun dài tay với thời tiết đầu mùa để các bạn đi chơi buổi tối. Thì con này vừa trẻ trung, vừa có sự nam tính hiện đại, và tôi nghĩ là chắc là sẽ phù hợp để đi chơi trong khoảng thời gian đâu đó 4-5 tiếng buổi tối hẹn hò chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng em này. Không quá nhiều tiêu gia vị cũng là một cái phiên bản mình đánh giá dễ ngửi nhất. Còn đối với phiên bản Infrared này thì đây là một trong những con mà sẽ phù hợp cho những anh em có xu hướng cực kỳ bụi bặm, hay còn gọi là street wear, underground. Các bạn sẽ có cái xu hướng mặc những chiếc quần jean hoặc là những chiếc đồ tối màu, thường là sẽ chung cả set all black các thứ với nhau, và các bạn sẽ có thể hiện được ra cái sự cá tính, cái sự ngầu và khác biệt với đám đông. Thì đây là một trong những con như vậy. Con này lúc nãy mình nói đó là sẽ phù hợp vào những ngày trời siêu siêu lạnh 10 đến 15 độ. Và con này thì nó không mang tới một cái vibe quá lịch sự, thế nên là các bạn có thể kết hợp với cái phong cách hơi kiểu fashionista, thì nó sẽ kiểu thời trang theo kiểu phá cách layer nhiều lớp với nhau. Thì đây là con ok. Ngoài ra thì hiệu năng của con Infrared này với cá nhân mình thì nó cũng khá tốt. Có thể nói rằng là tốt nhất trong toàn bộ những cái mùi hương mà mình được thử trong bộ Spy Bomb của nhà Victor & Rope. Con này lưu đâu đó trên da mình tầm 8 đến 9 tiếng, thậm chí có những hôm mát rời nó phải được tầm 10 tiếng. Khá là bất ngờ. Và độ tỏa hương của nó thì cũng khá tốt, tầm gần một cánh tay, duy trì khá là lâu. Nên là con này thì thực sự là nếu như các bạn định blind buy thì các bạn nên mua vài hồi trước, tránh cái việc là các bạn mua về nhiều tiêu, nhiều gia vị quá không ngửi được. Thì đây là một trong những con mình đánh giá có sự cá tính nhất ở trong cái bộ sưu tập Spy Bomb. Và chốt lại thì nếu như bạn hỏi mình thích con nào nhất, thì cá nhân tôi đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn thích Spy Bomb phiên bản EDT. Nó có sự bụi bặm nhưng vẫn có được sự lịch sự vừa phải để không gây khó chịu cho những người xung quanh. Và ở độ tuổi của tôi thì tôi cũng không muốn cái gì đấy nó quá là cá tính, tôi vẫn có xu hướng lựa chọn từ an toàn hơn. Thì cái phiên bản gốc này đối với tôi là rất rất đủ để có thể mặc vào những ngày trời thu chuyển mùa se se lạnh đấy, một chút bụi bặm, hoặc kể cả có mặc sartorial thì các bạn có thể đi với những cái chất vải twist các thứ thì rất ok. Con này vẫn là con tôi yêu thích nhất. Còn đối với những ngày trời quá lạnh thì Infrared là một trong những lựa chọn ok hơn, có thể sưởi ấm cho mùa đông. Đối với màu xanh và với phiên bản Extreme thì tôi thực sự là không quá thích. Lý do vì sao các bạn có thể xem lại vừa rồi tôi nói, hoặc là những cái đoạn tôi nói ở trong cái phiên bản review con Victor and Rope Spy Bomb Extreme. Đó. Với mình thì đây sẽ là hai mùi hương mà mình thích nhất. Dạ dạ dạ. Vâng, và hình như còn có một cái phiên bản mới Laser gì đó chuẩn bị được ra mắt
thực ra tôi thấy như mọi người bảo là ra mắt rồi. Thì nếu như mà Blanc có gửi cho tôi thì tôi cũng sẽ cố gắng làm nốt cho nó đủ. Và thực sự thì đến thời điểm hiện tại, trong đầu tôi đã nảy ra con này lành cho lít nước hoa mùa đông giá rẻ dành cho nam, những bạn nam thực sự cá tính. Đây là trong, tôi nghĩ là tôi sẽ cho vào ở vị trí đầu tiên, một slot nhá, bật mí cho các bạn như vậy. Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi, nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye!